Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng vào bếp để làm món thịt xá xíu nhé các bạn. Để chuẩn bị chúng ta cần có 2 gói gia vị ướp xá xíu. Mình sẽ dùng để ướp 1kg thịt nhé các bạn. Gia vị chuẩn bị gồm có 2 muỗng canh đường, nửa muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh nước tương, loại nào cũng được, 1 muỗng canh hành tím băm và 1 muỗng canh tỏi băm. Các bạn cho gói gia vị xá xíu vào, trộn chung với hỗn hợp gia vị nhé. Có gói này chúng ta mới làm được cái món xá xíu nha các bạn. Chúng ta trộn đều hỗn hợp lên. Rồi thịt chúng ta mua là phải loại nạc dăm nó mới ngon, tại vì cái độ thịt của nó mềm vừa phải và không quá cứng. Đây các bạn, thịt chúng ta đã rửa sạch và cắt thành từng miếng như thế này. Sẽ cho vào hỗn hợp gia vị trộn đều lên cho nó thấm đều gia vị. Chúng ta ướp cỡ trong khoảng nửa tiếng tới một tiếng là có thể nấu được rồi. Cho thêm cỡ nửa muỗng cà phê, bột muỗng giấm, nó có một màu đẹp và có mùi thơm nha các bạn. Các bạn dùng cái nĩa kim loại thế này, chúng ta vừa trộn vừa xơm cái thịt cho nó màu thấm và miếng thịt của chúng ta nó được mềm hơn. Khi ăn rất là dễ ăn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt chảo nóng lên và cho cả 2 muỗng canh dầu ăn và cho thịt vào để chúng ta áp chảo thịt cho miếng thịt nó săn lại. Đồng thời cái gia vị chúng ta được thấm đều vào thịt hơn, miếng thịt của chúng ta được thơm hơn. Rồi khi mà gia vị đã thấm đều rồi, các bạn nhớ nhét cái phần gia vị ở trong cái thau ướp của thịt chúng ta luôn ha. Thì bây giờ các bạn cho một trái dừa xiêm vào để chúng ta nấu cho thịt nó chín. Nước dừa xiêm các bạn có thể dùng để chán cái thau ướp hồi nãy á, để chúng ta lấy hết cái phần gia vị luôn ha. Rồi chúng ta nấu sôi xong, chúng ta sẽ nấu lửa vừa phải rồi để nắp lại nếu cần cho thịt nó mau mềm. Bây giờ nước bắt đầu cạn từ từ, các bạn thấy cái màu thịt nó rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ đun cho nó cạn thêm một chút để cho gia vị thấm đều thêm. Bây giờ các bạn có thể nghe được mùi thơm của thịt rất là hấp dẫn. Còn cái màu sắc của thịt thì khỏi phải chê luôn. Giờ đây thành phẩm chúng ta đã xong. Các bạn canh cho nó vừa cạn tới như thế này là tắt bếp được rồi. Đừng có để nấu quá nó bị khét nha các bạn. Lúc mà gần cạn là cái lúc hòa hợp nhất. Mình phải canh cho kỹ. Vâng, các bạn nhớ nêm nếm là cho vừa khẩu vị của các bạn nha. Nếu các bạn thích mặn hơn thì có thể cho thêm nước tương. Còn thích lạc hơn thì cho nước tương ít lại. Lúc mà ướp đó các bạn. Giờ chúng ta sẽ xắt thịt ra và thưởng thức được rồi. Miếng thịt rất là dai, giòn, mềm mềm, thơm, mùi thơm, ngũ vị hương, còn màu sắc thì rất là đẹp. Các bạn có thể ăn cùng với cơm trắng, với rau sống hoặc là ăn với